Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với bài số 3 trong loạt bài hướng dẫn về Java cơ bản. Mình là Việt. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách download và cài đặt hai công cụ cho Java, đấy là Eclipse và NetBeans. Thì đầu tiên chúng ta đến với Eclipse. Các bạn vào Google gõ Eclipse thì ngay lập tức nó sẽ hiện ra trang đầu tiên Eclipse.org đây. Chúng ta click vào download. Ở đây có rất nhiều các phiên bản khác nhau của Eclipse, các gói cài đặt. Thì để cơ bản chúng ta lựa chọn Eclipse Classic cho Windows 32 ở đây. Sau khi vào trang download thì các bạn click vào mũi tên này và chúng ta download về máy. Sau khi download xong thì chúng ta sẽ có một gói nén ra như ở đây. Sau khi giải nén ra chúng ta sẽ có cái này ở đây, gói nén đây. Chúng ta download và giải nén ra thì Eclipse không cần phải cài đặt và chúng ta chỉ cần chạy file này, chạy file exe này. Thì như ở đây các bạn, tôi đã có sẵn ở đây. Thì sau khi các bạn download về thì các bạn sẽ có công cụ Eclipse như trên màn hình. Thì đầu tiên về thanh công cụ thì nó sẽ có file edit suộc refactor và project run Windows help như trên màn hình các bạn thấy. Hai menu quan trọng nhất là file và project, và run là ba cái. Thì file là để chúng ta tạo những project mới hoặc là import export như nào, thì đấy là những cái thao tác quan trọng. Tiếp đến là project thì chúng ta build clean tức là làm xóa những cái phần bộ nhớ đệm hoặc là những cái phần chúng ta biên dịch trước và xóa nó đi, tạo Java doc của một project. Tiếp đến là menu run thì nó sẽ có những cái lệnh để dùng cho biên dịch để chạy một project hoặc là một file. Thì trong này là có các cái phím tắt và các cái lệnh tổ hợp ở đây. Ngoài ra các bạn có thể lựa chọn bằng cách click các biểu tượng ở trên menu như này, như các bạn thấy ở đây. Về cấu trúc của Eclipse có 3 thành phần chính. Đầu tiên là thành phần Project Explorer, nghĩa là các project của chúng ta đang làm việc là phía bên tay trái, phía bên trái màn hình. Tiếp đến là phần các file mà chúng ta mở, gọi là workspace. Thì ở đây nó sẽ có các file Java chúng ta muốn mở thì nó sẽ hiển thị đây ở các dạng tab như Firefox mà chúng ta hay sử dụng. Ngoài ra ở cái phần dưới cùng, đấy là cái phần chúng ta khi chạy nó sẽ hiển thị ra các thông báo hoặc là các cái câu lệnh hiển thị ra màn hình. Thì như vậy về cơ bản Eclipse là chỉ có vậy. Ngoài ra nó sẽ có những cái cách lựa chọn debug hoặc là những cái lựa chọn về Java khác nhau ở đây. Thì trong quá trình học tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn các thư mục. Tiếp đến chúng ta sẽ download NetBeans. Các bạn vào gõ NetBeans và nó cũng sẽ ra trang NetBeans.org ở đây. Chúng ta download NetBeans, click vào NetBeans. Thì sau khi vào phần download thì chúng ta sẽ có phần lựa chọn platform ở đây, thì mặc định nó sẽ map với platform của các bạn. Các bạn muốn thay đổi thì lựa chọn vào chỗ này, lựa chọn các platform mà các bạn mong muốn và ngôn ngữ các bạn muốn, tất nhiên là tiếng Anh, tiếng Việt thì không có. Tiếp đến là chúng ta lựa chọn các cái gói để download. Ví dụ như đây các dấu chấm đen này có nghĩa là cái gói NetBeans này nó sẽ chứa vào, nó sẽ có. Ví dụ chúng ta lập trình SE thì có thể download cái gói bé nhất, nhưng mà thông thường thì tôi hay download cái gói lớn nhất này, tức là nó có đầy đủ. Click và download và nó sẽ tự động download cho các bạn. Come on. Mạng hơi cùi bắp. Thì ở đây các bạn sẽ click download.
load về. Khác với Eclipse thì NetBean chúng ta phải cài đặt. Đây là file chạy cài đặt. Thì chúng ta cài đặt, click vào cài đặt. Bản của tôi là bản 6.9, cũng khá lâu rồi. Bây giờ là bản 7.01. Thì chúng ta ấn cài đặt bình thường, nó không có vấn đề gì khó khăn cả. Sau khi cài đặt thì chúng ta có NetBean như thế này. Thì cũng như Eclipse thì nó sẽ có 3 thành phần chính. Đầu tiên là Project ở phía bên tay trái. Cái vùng này là vùng để chứa các cái file mà chúng ta sẽ mở và làm việc. Tiếp đến là Output ở dưới. Đây, tức là các cái hiển thị ra ngoài. Thì nó cũng sẽ có những cái phần cơ bản. Ví dụ như là file thì có New Project, Open Project hoặc là Open một file như nào. Ngoài ra nó sẽ cũng có những cái Import Project chẳng hạn. Tiếp đến là run. Run thì nó sẽ cho phép chúng ta chạy một project hoặc là chạy một file hoặc là build một project như nào. Thì đấy là các cái menu này. Có các cái option trong tool thì ví dụ như là nó có các lựa chọn về general, về editor cho phép chúng ta thay đổi về các cái phím tắt hoặc là về font và color. Thì ở đây các bạn có thể lựa chọn để thay đổi. Tôi thì thường để mặc định. Thì như vậy các bạn đã được hướng dẫn về cách download và cài đặt Eclipse và NetBeans. Một số bạn thường hay thắc mắc là nên sử dụng công cụ nào. Thì theo mình, đối với một lập trình viên thì nên biết cả hai công cụ này. Lập trình viên Java nên biết hai công cụ này. Một số bạn khi đi làm, gặp ví dụ như các bạn trong quá trình làm việc, trong quá trình học, nghiên cứu thì các bạn sử dụng NetBeans chẳng hạn. Thế sau khi đi làm thì các bạn lại sử dụng Eclipse. Thì lúc đấy mọi người thường gặp những cái không phải trở ngại mà các bạn thường ngại, nghĩ là nó sẽ khó sử dụng hơn. Theo mình nghĩ thì nó không có gì khác nhau, quá khác nhau. Nó chỉ có một số sự khác nhau, ví dụ như tổ hợp phím tắt để chúng ta sử dụng trong quá trình làm việc hoặc là các plugin mà thôi. Và tôi cũng mong trong quá trình hướng dẫn thì tôi sử dụng cả hai công cụ này để cho các bạn cảm thấy nó không quá xa lạ, để sau này khi các bạn đi làm thì vào công ty nào, công cụ nào cũng đều sử dụng được hết. Mà như tôi nói thì hai công cụ này nó cũng không có sự khác nhau là nhiều, nên các bạn đừng quá lo lắng. Như vậy là tôi đã kết thúc bài hướng dẫn số 3. Hẹn gặp lại các bạn trong bài hướng dẫn số 4.